Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark Home Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà phố rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế à, Đó sẽ là mẫu nhà của gia đình Anh Đỗ Mạnh Tiến ở Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất công trình này nhé Thì à, đây sẽ là mẫu nhà phố được thiết kế là 3 tầng nha quý vị với thiết kế là máy bằng hiện đại Thực sự thì à, đa phần những công trình nhà phố thì sẽ được thiết kế cao tầng tầm 2 cho đến 3 tầng thì sẽ là số nhiều nha quý vị. Có một số công trình thì lại cao vượt trội hơn, có thể lên 4 5 tầng thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng gia chủ. Trước khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home. Mark Home. là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đến nước Việt Nam. Hiện tại thì Mark Home còn có cả tư vấn phong thủy, sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng. Về sản xuất thì đã có sản xuất, đó chính là sơn, bột bã, keo còn về uh, nhập khẩu và phân phối thì đã có nhập khẩu và phân phối các thiết bị chiếu sáng giống như là đèn LED, rồi uh, đèn đao lai âm trần vân vân. Uh, rồi uh, bên cạnh đó còn thiết bị vệ sinh như là lavabo, toilet và vòi sen tắm đứng. Hiện tại thì công ty đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Trung thì quý vị có thể ghé đến trụ sở ở Đà Nẵng hoặc là Buôn Ma Thuột. Miền Nam thì cũng có thể ghé đến trụ sở ở Bình Dương trụ sở Thanh Hóa thì vừa mới khởi công xây dựng, trụ sở Cần Thơ đang trong quá trình thi công, còn trụ sở Cà Mau thì sẽ sắp sửa khởi công. Trở lại với 3D công trình hôm nay ha. Thì đây là một công trình hiện đại cho nên là cũng không khó để nhận ra là về thiết kế nè ha. Những cái đường nét rất là khỏe khoắn và cũng có những cái đường cong nhẹ nha ở đây. À, kiếp rửa vuốt nhẹ những cái đường cong những cái vị trí này. À, có thể là để tạo nên cái điểm nhấn thú vị hơn. Ví dụ ở đây nếu mà thi công một cái đường thẳng luôn thì cũng được thôi nhưng mà khi có một cái đường cong nhẹ thế này là cũng tạo nên cái nét duyên dáng và khác biệt hơn so với những công trình khác với công trình này thì được một cái ưu điểm so với một số công trình nhà phố khác này quý vị đó chính là ở một bên ở đây thì chúng tôi vẫn chưa được khoảng sân cho nên là vẫn sẽ thiết kế được những cái ô cửa sổ ở một bên à, nó chỉ bị mất ở một phía bên còn lại là ở phía bên kia ở phía bên này nè à, thì sẽ cặp vách nhà hàng sớm thì không mở được ô cửa thôi Vậy thì nó vẫn ưu điểm rồi đó Bởi vì có một số nhà phố là cái vị biết là Hai bên đều cặp vách hết Vậy thì chúng ta không thể nào mở được một ô cửa sổ nào ở mặt bên kia, cho nên là đây cũng là điều quý vị có thể thấy là nếu mà chúng ta chưa được một khoảng nha thì thật sự đó là điểm cộng rất là lớn. Và thông thường những cái vị trí cửa sổ này thì chúng ta ưu tiên cho những vị trí của phòng ngủ nha quý vị, bởi vì phòng ngủ là cái không gian chúng ta cần tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc. Thì nếu mà chúng ta về cái căn phòng mà nó không có được một cái lối nào để lấy thoáng hết thì căn phòng đó sẽ nên nó hơi bị tối tăm ngột ngạt một chút xíu. Cho nên là có được một cái ô cửa sổ thì tôi nghĩ là một cái thiết kế cũng rất cần thiết cho phòng ngủ. À, cho nên là quý vị có thể là cân nhắc và chúng ta sẽ lựa chọn. Về công trình này thì về mặt tiền công trình đi. Thì cũng giống như đa phần những công trình nhà phố và hiện đại khác. Thì gần như những gì đẹp nhất thì đều sẽ show ra. À, đều sẽ show ra ở vị trí mặt tiền hết nhé. Đầu tiên là ở tầng 1. Tầng 1 thì chúng tôi sẽ ốp đá granite đá hoa cương à, với tông màu nâu nha quý vị với những đường vân rất là đẹp hoa hoa cương granite ốp cho vị trí ngoài trời là quá hợp lý và giá cả thì nó cũng phải chăng tầm khoảng là một triệu rưỡi cho một mét vuông nếu mà chúng ta so sánh giá với ví dụ là marble chẳng hạn thì granite nó sẽ rẻ hơn nha quý vị marble thì tầm hơn 3 triệu một mét vuông đó quý vị thấy nó có sự chênh lệch khá là lớn còn với granite như thế này thì nó sẽ tiết kiệm hơn à, và quý vị có thể thấy là granite á, khi đặt ngoài trời nha Thứ nhất là vừa sang trọng và thứ hai đó chính là nó cứng cáp nó không có dễ bị nứt nẻ cho nên là cũng rất là phù hợp nha quý vị à, nếu mà chúng ta đặt ma bộ ngoài trời đó thì má bồ nó sang hơn thật nhưng nếu mà đặt ngoài trời thì không phù hợp bởi vì ma bồ nó rất dễ thấm nước cái độ thấm hút nước của nó rất cao chưa kể là về cái gọi là khả năng chịu lực nó không có nó nó bị gọi là nó giòn hơn cho nên nó rất là dễ bị nứt nha quý vị à, nếu mà đặt ở ngoài trời bị tác động thời tiết là bị nứt ngay à, do đó thì em nghĩ là granite đá hoa cương sẽ là lựa chọn gần như là tốt nhất phần sảnh ở đây chúng tôi chỉ thiết kế 3 bậc thôi tượng trưng cho ba cấp thiên tài địa tài nhân tài thiết tâm sinh tương ứng và mỗi bậc thì cái độ cao tầm khoảng 15 đến 18 cm là hợp lý nha quý vị À, và một lần nữa thì những cái bậc này vẫn để nên là ốp đá hoa cương thì à, bởi vì đây là nơi mà bước chân chúng ta ra vào thường xuyên đúng không nào bên dưới chân tường nếu quý vị quan sát sẽ thấy là chúng tôi sẽ ốp đá trẻ nha à, khi mà chúng ta ốp đá trẻ vị trí này thì nó bảo vệ cái phần tường sơn của chúng ta à, ví dụ trời mưa lớn đi nước động lại trên sơn cũng không ảnh hưởng đến cái phần tường sơn của mình tôi nói thật dù quý vị chúng ta sử dụng cái loại sơn nó tốt đến đâu nó xịn đến đâu nhưng mà nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp như thế này thì tôi nói thật quý vị là nó cũng rất dễ nó sẽ là bị phồng rộp. À, đó cũng là một cái điều quý vị cũng phải lưu ý. Còn tiến lên trên những tầng trên thì sẽ thiết kế như thế nào? Ở đây nè, tôi sẽ cho quý vị xem kỹ hơn thì ta sẽ thấy nè, đó chính là không gian ở tầng 2 ha thì sẽ sơn tông màu ghi, rồi phần lan can ở đây là lan can kính cường lực, rồi lên tới tầng 3 thì sẽ là lan can à uh, sẽ làm thép hộp nha quý vị à, nói chung là nó có sự khác biệt một xíu tức là bên dưới kính cường lực thì bên trên làm thép hộp có thể là gia chủ sẽ muốn có sự khác biệt hơn để tạo cảm giác thú vị hơn đúng không nào và thép hộp nhưng mà cũng đơn giản thôi cũng là những cái đường thẳng song song với nhau ở vị trí này ha cái bồn cây này thì sẽ ốp đây chính là gỗ nhựa kho hoặc smart wood còn nguyên cái vách này chúng tôi cũng sẽ ốp đá trẻ nha quý vị và đây sẽ có những cái cây chúng ta có trồng thì tôi thấy là nó cũng rất là phù hợp ngoài ra thì có những cái phần đua ra ở đây để làm cái phần mái che chẳng hạn thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là thép hộp à, sơn tĩnh điện ha kết hợp giữa màu ghi và màu màu nâu gỗ nè sẽ kẽ với nhau ở phía trước vị trí này sẽ là gỗ nhựa à, nếu quan sát từ góc độ bên trên thì quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ lắp một cái phần mái kính tôi nghĩ ở đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý nha bởi vì nếu ở đây chúng ta không làm máy kính mà chúng ta đổ luôn cái bê tông qua đây thì cũng được thôi nhưng mà như vậy thì nó không lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên xuống nhiều còn khi mà chúng ta đổi một chút xíu ta thiết kế thành cái máy kính đó, thì ví dụ ban ngày trời nắng đẹp đi thì nó có thể lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên xuống bên dưới khu vực ngồi của chúng ta rất là thoải mái nhưng mà khi mà có cái này thì chúng ta cũng yên tâm về trời mưa ví dụ ở trời mưa lỡ bất chợt nó mưa xuống thì nó cũng không có ai gây ướt cho chúng ta À, bởi vì cũng đã có phần mái che còn vị trí này à, đây là vị trí rất rất cần thiết cho nhà phố mà tôi có nhắc đi nhắc lại đó chính là giếng trời nha quý vị giếng à, trời thì chúng tôi sẽ đặt ở vị trí nào, quý vị lưu ý khi mà thiết kế và thi công giếng trời chúng ta không phải tính toán đến cái vấn đề làm sao để cho nước mưa như thế nào đó nó không bắn vào bên trong nha chứ nếu mà chúng ta làm không tốt thì có khả năng nó bị dột cái phần giếng trời của mình cho nên quý vị cũng lưu ý và với công trình này nha quý vị thì hệ thống cửa 100% đều sẽ là cửa nhôm hệ kính. À, đây cũng sẽ là một cái lựa chọn đóng với đa phần những công trình nhà phố khác của Mark Home. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem đến đó chính là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình ha. Một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ có còn 45 trang, đầy đủ mặt bàn, mặt đứng, mặt cắt và nhiều chi tiết khác. Ví dụ ở đây mặt bàn lát sàn của tầng 1 đi, thì số thứ tự trang là 18, ký hiệu là KT14. Hay là về chi tiết thang, số thứ tự là 34, ký hiệu là KT30. Đó, quý vị thấy là tra cứu rất là dễ dàng. Còn đây sẽ là về mặt bằng vị trí định vị công trình này. Quý vị thế là chiều dài khu đất là 25 m, chiều ngang của nó là 12 m và công trình sẽ xây nép ở phía bên này ha. So sánh hoa tiêu chiều B, công trình hướng lên bên trên và hướng qua bên trái, bên trên là hướng bắc, bên trái là hướng tây, công trình nằm ở hướng tây bắc. Còn đây sẽ là về bát trạch nè. Quý vị thấy các hướng nè. Tây Bắc sinh thiếu phú lộc vẹn toàn, Tây Nam thiên y thiên thời che chở, công trình nằm hướng Tây Bắc là sinh khí phú lộc vẹn toàn. Cô đây sẽ là mặt bằng nội thất của công trình này ha. Chiều dài ngôi nhà là 19,29m, chiều rộng công trình sẽ là ở đây là 6m thưa quý vị. Rồi công năng từ một sẽ có phòng khách nè, phòng bếp ăn, một phòng ngủ. Vị trí nhà vệ sinh sẽ được bố trí ở phía bên ngoài như thế này. Và công trình thì vẫn sẽ có đủ ba lối tiếp cận luôn. Cửa chính thì vào phòng khách, rồi ở đây là phòng bếp ăn mở ra một lối cửa phụ nè và cửa hậu phía sau Đây là một điểm cộng quá lớn của công trình nha Bởi vì à, quý vị đã xem nhiều video của trên kênh Mark Home về nhà phố Thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều những công trình nhà phố Thậm chí nó chỉ có một lối ra vào đó quý vị à, Nó chỉ có một lối duy nhất đi vào nhà thôi Chứ không có mở được cái lối thứ hai nữa Mà riêng công trình này đến tận 3 lối cửa là một điểm cộng rất lớn Cho nên quý vị cũng có thể tham khảo tiếp theo thì tầng 2 chúng tôi bố trí là à, sẽ có là hai phòng ngủ ha và tương tự là hai vị trí nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì đều nằm bên trong phòng ngủ gọi là nhà vệ sinh khép kín còn ở đây ngay vị trí cầu thang sẽ có thiết kế của giếng trời tiến ở tầng 3 thì chúng ta sẽ bố trí là phòng sinh hoạt chung phòng thờ à, vẫn là không gian giếng trời nè còn lại sẽ là những cái vị trí chúng ta có thể sinh hoạt bên ngoài trời giống như lúc nãy tôi đã chia sẻ Xem tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình nha. Quý vị thấy nè, có sông không, đỉnh của mái là 10,8m sàn tầng 1 sàn tầng 2 là 3,9m sàn tầng 2 đến sàn tầng 3 là 3,6m nha quý vị ở đây chúng tôi sẽ có chi tiết của bồn cây tầng 2 nè là chống thấm Sika lớp vữa bảo vệ thật sự là với những cái bồn cây lúc nào cũng phải có chống thấm là bởi vì sao thứ nhất là chúng ta trồng cây thì chúng ta sẽ thường xuyên phải tưới đúng không nào thì nó cần phải có chống thấm rồi và thứ hai là ở ngoài trời thì đôi khi gặp trời mưa chúng ta cũng luôn luôn phải quan tâm vấn đề này còn vị chi tiết lan can kính là cái vị thấy nè có cái phần nẹp kính inox 304 50 x 50 mm kính cường lực về 12 mm nhôm đỡ kính là cao 50 mm ở trên này lại là chi tiết của lan can tầng 3 tay vịn thép hộp 30 60 sơn tĩnh điện lan can thép hộp 15 x 15 sơn tĩnh điện và cách đều nhau 100 thép bảng 60 x 5 sơn tĩnh điện nói chung hệ tất hình tật đều được sơn tĩnh điện rồi khi mà sơn tĩnh điện thì chúng ta sử dụng ta cũng yên tâm hơn bởi vì sơn tĩnh điện thì nó chống được oxy hóa chống hoang dĩ tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt cắt của công trình nhé có thể thấy ở đây đó chính là lối cầu thang di chuyển ở giữa nhà nha các vị đây rồi một số những ô cửa một một mét tám hoặc là cửa đi có hai m bảy này ha rồi những cái vị trí ngoài trời chúng tôi đều sẽ thiết kế hạ cost nhà vệ sinh cái vị thấy cái sàn nó thấp hơn hẳn luôn so với nhà chính ha tức là chúng ta di chuyển từ nhà chính qua nhà vệ sinh thì cái, cái nó sẽ thấp hơn để tránh hiện tượng nước ngập tràn ngược vào bên trong nhà chính của chúng ta Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình nhà phố với thiết kế khá là tiêu chuẩn và rất nhiều ổ cửa. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay với hotline của Mark Home. Đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.